Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố nhận được tin 1 giờ 27 phút ngày 23 tháng 3 2018 đến hiện trường lúc 1 giờ 34 phút. Đến nơi thì thấy cái tình hình diễn biến phức tạp. Lực lượng cảnh sát phòng cháy đã huy động 6 đơn vị 8 đơn vị, 34 xe các loại, 205 cán bộ chiến sĩ. Sự cố diễn ra ở tầng hầm. Tổng diện tích là 22.000 m2, để khu để xe 1.000 m2, thì diện tích chữa cháy thì 300 m2. Thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến nơi thì chữa cháy kịp thời, từ tới 2 giờ là khống chế hoàn toàn. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì cứu nạn cứu hộ và đưa người ra khỏi đám cháy, trực tiếp cứu hộ cứu nạn trên 100 người, hướng dẫn người dân thoát nạn trên vài trăm người. Về 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 về